Xin chào các bạn. Các bạn ơi, hôm nay mình cho các bạn khủng long của mình sẽ trôi ra dòng nước này. Đấy, nhìn dòng nước này rất sâu các bạn. Đấy, mình sẽ dùng cái tấm xốp này để cho các bạn khủng long vào trên cái tấm xốp này. Xong mình sẽ thả trôi qua dòng nước này các bạn nhé. Các bạn khủng long mình sẽ rất thích ấy. Các bạn theo dõi mình nhé. Đấy, mình rất nhiều khủng long các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ cho các bạn khủng long này lên cái xốp này nhé. Sau mình sẽ để thả trôi xuống dòng nước này. Đấy, cả cánh đồng rất đẹp các bạn ạ. Cả cánh đồng rất đẹp luôn. Mình sẽ cho các bạn trôi xuống dòng nước này. Dòng nước đang chảy đấy các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ cho các bạn khủng long vào đây nhá, vào tấm xốp này. Ok, bây giờ mình sẽ xếp nhá, xếp các bạn khủng long vào cái tấm xốp này nhá. Đấy, mình xếp con khủng long người máy này. Con khủng long người máy, khủng long nhiều gai này. Thôi cho các bạn, cho khủng long nhiều gai này nằm xuống không ngã. Khủng long cổ dài này, khủng long ba sừng này. Thôi tạm thời hạn cho bốn bạn khủng long này thử đi thử xem đi được không nhá. Ây da, không biết là có đi được không các bạn. Sâu quá các bạn ạ, mình chưa đạt được. Ok, mình đã đặt được bốn bạn khủng long này xuống dưới. Ê rồi, bây giờ mình sẽ cho các bạn khủng long này đi nhá. Chiu. Được rồi, đi thôi. Ô, vẫn mắc các bạn ơi. Vẫn mắc. Không biết là trong cái. Rồi, đi thôi. Đi rồi, đi qua thôi. Đâu rồi. Chết rồi, mắc các bạn ơi. Bị mắc rồi. Bây giờ mình phải lấy lại thôi. Bây giờ mình phải lội xuống nhá. Mình lội xuống dưới này không để cứu các bạn khủng long. Bị mắc rồi các bạn. Wow, cái kia bị mắc kia các bạn ơi. Đấy, mình nhìn thấy rồi. Đấy, bị mắc ở dưới kia rồi. Bây giờ mình sẽ té nước nhá, lấy nước để cho trôi nhá. Mắc cạn kìa, đấy. Xuống rồi các bạn ơi, ra rồi kìa, ra rồi. Đấy, ra rồi. Đấy, các bạn khủng long kia thấy không? Ấy, đi rồi, ấy, khủng long mình rất thích luôn các bạn ơi. Đấy, rất thích các bạn đây. Đấy, mình sẽ cho các bạn trôi xuống kia nhá. Đấy, cả cái mương này rất dài luôn này. Vừa nãy các bạn khủng long của mình đi qua cái mương, qua cái gì nhỉ? Cái hầm kia. Đấy, như bị mắc thì mình cho các bạn ấy trôi qua kìa. Ấy, khủng long mình rất đi à. Ấy. Thôi, mình không cho các bạn ấy đi nữa. Mình bỏ các bạn lên để cho các bạn khủng long khác nhá. Ấy trời ơi. Ui, sâu quá các bạn ơi. Ok, đây được các bạn đây. Thế rồi, bây giờ mình sẽ cho các bạn khủng long khác nhé. Đấy, cả cánh đồng các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ cho các bạn khủng long các bạn gà này, bạn khủng long nhiều gai này, khủng long chi lết này, mình xếp các bạn ở đây nhá. Đây là khủng long gì nhỉ? Ok, cho bạn gà này nữa. Đây á. Nằm đây. Ok, cho bạn làm xuống sợ bạn ấy ngã. Đấy, bây giờ mình sẽ cho bốn bạn, ba bạn khủng long, một bạn gà này,
xuống đây nhá. Đấy, xuống cái mương các bạn ơi. Mương nước rất trong các bạn ơi. Đấy. Ok. Đã được rồi. Đấy. Đây. Không biết nào. Trôi rồi các bạn ơi. Đấy, chảy rồi, chảy rồi. Đấy. Chảy các bạn ạ. Đấy. Không biết là sẽ có mắc vào cái mương này không nhỉ? Mắc được vào đây. Mắc vào mương này rồi. Mắc vào đây rồi. Bây giờ mình sẽ cho qua nha. Không biết là có bị mắc vào trong cái mương này. Đấy. Tháng chú ba gọi đây. Chú ba rồi. Chú qua gọi đây, chú qua rồi. Ấy, chú qua rồi. Ấy, cũng là một cái thích luôn, chú qua rồi. Tấm xốp này khả năng vẫn được. Vẫn cho một mấy bạn khủng long nữa lên đấy. Không chìm được con ạ. Đấy, có chìm đâu bạn. Đấy, gà này, gà khủng long của mình. Ấy. Rất thích luôn. Bây giờ mình sẽ khủng long mình thích luôn. Đấy. Wow, xấu quá bạn ạ, xấu thế. Đấy, khủng long của mình trôi từ chiếc trên kia xuống cái này các bạn. Thôi không, thôi nhá. Mình không cho các bạn ý, sợ các bạn ý chỉ mất. Sợ các bạn chỉ mất. Rồi mình cho các bạn ấy bơi chảy từ dưới, từ trên kia xuống cái này. Đấy, khủng long mình rất thích luôn các bạn. Ok. Đấy, cả cánh đồng này khủng long mình ra đồng chơi các bạn. Rơi xuống gương này, xuống nước này. Đấy. Bây giờ thì bây giờ mình cho các bạn đấy chơi một lần nữa nhá. Bây giờ mình sẽ xếp tất cả các bạn khủng long của mình lên. Cái thuyền này xem có chịu được không. Mình sẽ xếp tiếp các bạn khủng long mình lên nhá. Tôi cho các bạn nằm xuống. Không là sợ đấy. Đổ. Đấy, cho con khủng long này tiếp lên này. Long quỳ hay khủng long này nữa đấy, khủng long này nữa. Thôi không biết là có chìm không các bạn nhỉ. Và nhiều quá các bạn ạ. Thôi nhá, mình sẽ cho các bạn này xuống xem có bị chìm không nhá. Nhưng mình nghĩ không có chìm đâu, khủng long của mình nhẹ. Và đấy, cái thuyền của mình, úi dồi, không chìm các bạn. Không chìm, chiu, vẫn được rồi. Không chìm vẫn rồi, cũng phải trôi rồi. Wow, ấy. Không bị chìm các bạn. Nhưng mà không biết có lọt qua cái khe kia không. Wow, khả năng lọt đấy các bạn. Lọt đấy. Mắc rồi. Lúc nào bị mắc cái này chỗ này các bạn. Mắc ở cửa hầm này. Mắc được các bạn ơi. Được rồi. Chạy rồi. Trôi các bạn, trôi rồi, qua đây rồi. Chứ là hy vọng không bị mắc. Hy vọng không bị mắc các bạn ạ. Sang rồi. Thế là không chìm các bạn ạ. Các bạn khủng long không chìm luôn. Không chìm luôn. Thôi, không chìm các bạn ạ. Chứng tỏ cái thuyền của mình trở nên rất là nhiều các bạn khủng long. Rất nhiều luôn. Rồi các bạn nhớ đăng ký kênh mình để theo dõi video tiếp theo nhé. Bây giờ mình cho các bạn khủng long về đây. Bye bye. Chào tạm biệt các bạn.
hẹn các bạn ở những video tiếp theo.